Chín ân tình lớn nhất cả đời nhất định đừng quên. Trong suốt cuộc đời mình, mỗi người đều chịu ơn dưỡng dục của tạo hóa, của cha mẹ và mọi người xung quanh. Chẳng ai có thể tự mình làm nên tất cả. Một người trong lòng luôn chan chứa niềm cảm ơn với con người, với cuộc sống thì ắt là luôn luôn được hạnh phúc, gặp được quý nhân. Ở đời có mấy loại ân tình này, hẳn là ai cũng cần phải nhớ kỹ. Một, ơn sinh dưỡng của tạo hóa. Ngay từ khi sinh ra, từng hơi thở của chúng ta đã gắn liền với mẹ tự nhiên. Cơm ăn, nước uống, ánh nắng mặt trời và quy luật vận hành của các bộ phận trong cơ thể, có điều gì là chúng ta tự mình làm được đây? Ta sinh ra đã thấy mọi thứ được an bài sẵn như vậy, nên đôi khi coi đó là điều hiển nhiên và mặc nhiên hưởng thụ. Thế rồi đến khi gặp khó khăn trắc trở, dầm mình trong những ngày mưa gió bão bùng, ở thời điểm sóng gió ập đến, nhiều người mới mở lời oán hận số phận bất công, trách móc ông trời không có mắt. Những phong tục tế tự thần linh trời đất xưa nay đều đang nhắc nhở con người nhớ tới ơn dày của tạo hóa. Nếu luôn biết nhớ ơn cuộc sống, nhớ ơn tạo hóa luôn che chở, nâng đỡ mình trước những nguy nan, kiếp nạn, ta sẽ cảm nhận được sự tĩnh tại, bình yên và hạnh phúc sâu thẳm trong lòng mình. Các bậc thánh nhân, dẫu là ở phương Đông hay phương Tây, thì đều chung một ý niệm và nguyện ước con người hướng thiện, biết tu tâm dưỡng tính, biết chăm lo cho mọi người xung quanh. Ở hiền gặp lành, có đức mặc sức mà ăn, đó chính là lời nhắc nhở truyền đời của lớp tiền bối. Học cách cảm ơn mẹ thiên nhiên chính là cách một con người đang hướng thiện và sống vị tha hơn. 2. Ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ai cũng từ tinh cha huyết mẹ mà hình thành. Suốt 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ là từng ấy thời gian cha mẹ khắc khoải chờ mong. Dẫu khó chịu vì những lần ốm nghén, vì dáng đi khệ nệ hay những đêm ngủ chẳng yên giấc, mẹ vẫn không một lời than trách. Dẫu ăn gì uống gì, nghĩ gì làm gì, cha mẹ cũng chỉ canh cánh bên lòng, phập phồng lo lắng cho bào thai bé bỏng trong bụng. Ngày con chào đời cũng là ngày mẹ trải qua những giây phút vượt cạn gian nan nhất. Mang nặng đè đau là vậy, những hiểm nguy và lưỡi hái tử thần luôn cận kề bên mẹ. Mẹ có thể chịu đựng nỗi đau thắt lòng, bất chấp những hiểm nguy, chỉ mong sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt của con có thể bình yên chào đời. Cha thì phập phồng lo lắng, từng phút từng giây bất chợt trở nên dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. Cho tới khi nghe thấy tiếng con oa oa chào đời, nhìn thấy hình hài con lành lặn, cha mẹ mới có thể yên lòng. Nhưng thử thách cam go dồn dập ấy mới chỉ là màn mở đầu. Những ngày tháng sau đó, cha mẹ còn phải hao tâm tổn sức nhiều hơn. Nửa đêm khuya khoắt cho con bú mớm, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những khi con lên cơn sốt hay khó chịu trong người, cha mẹ lại thấp thỏm, ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Từng ngày con lớn lên là từng ngày cha mẹ dành bao tâm huyết dưỡng dục, chỉ bảo từng lời ăn tiếng nói, từng ánh mắt nụ cười. Ngay cả khi con lớn khôn thành người, cha mẹ vẫn không ngớt đợi mong. Ánh mắt cha mẹ cứ mãi dõi theo bóng dáng của các con. Dẫu con có đi tới chân trời góc bể, bay nhảy với sự nghiệp của mình, hay đã yên bề gia thất, vui vẻ cùng chồng tốt vợ hiền, ngay cả khi cha mẹ lưng còng tóc bạc, mắt mờ, nhưng tấm lòng vẫn đau đáu hướng về con, chẳng khi nào nguôi ngoai.
Dẫu thế nào thì con vẫn luôn là những đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Có lẽ tới khi nhắm mắt xuôi tay, đôi mắt khép lại, cha mẹ mới có thể thôi không lo lắng cho các con mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đại ơn của cha mẹ cả đời cũng không báo đáp hết. Cha mẹ không cần chúng ta phải cung phụng vật chất đầy đủ, chỉ mong chúng ta bình yên, hạnh phúc. Hãy chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn, bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ nhiều hơn một chút, mở rộng trái tim, đón cha mẹ vào trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ có như vậy, cha mẹ mới thật sự yên lòng và vui vẻ an hưởng tuổi già, mà mỗi người cũng làm tròn được hiếu đạo của mình. Bởi vì bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện hiếu đứng đầu. 3. Ơn cứu mạng khi bị đe dọa tính mạng. Cuộc sống như mặt biển ngút ngàn, có những ngày trời yên biển lặng, cũng có những ngày sóng gió thét gào. Khi bình yên, chúng ta có rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão. Nhưng nếu mất đi sinh mệnh, thì một dung mạo đẹp, những tài năng tỏa sáng, hay những giây phút huy hoàng trong cuộc đời, những khi hạnh phúc bình yên bên gia đình ấm áp và những người mà chúng ta yêu thương cũng đều khép lại. Khi gặp nguy hiểm ngoài dự liệu, mắc bệnh hiểm nghèo hay thiên tai nhân họa đe dọa tới tính mạng, mà lại có một vị ân nhân nào đó xuất hiện cứu vớt chúng ta trước vực thẳm, thì cần phải ghi nhớ đại ơn này suốt cuộc đời. Bởi lẽ không có họ thì sinh mệnh của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta sẽ chẳng còn có được thân xác con người trên thế gian này để yêu thương và thực hiện sứ mệnh của mình. 4. Ơn thầy cô dưỡng dục. Từ những ngày đầu chập chững vào đời, các thầy cô đã giang tay đón nhận chúng ta vào lòng, dạy cho chúng ta từng con chữ, từng nốt nhạc, từng lễ tiết và đạo đức làm người. Lớp lớp các thầy cô xuất hiện và nâng bước chân ta vào đời, từng bước một cách nhẫn nại. Thầy cô kế thừa những tinh hoa mà cha ông truyền lại, dạy cho chúng ta cách chung sống với mọi người xung quanh, dạy cho chúng ta những kỹ năng nghề nghiệp, chắp cánh ước mơ cho chúng ta bay cao bay xa. Đôi khi vai trò giáo dục của thầy cô còn mang tính quyết định cuộc đời của bao thế hệ. Công ơn của thầy cô cần phải ghi lòng tạc giả. Hãy nhớ, không thầy đố mày làm nên. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. 5. Ơn đề bạt tiến cử. Đôi khi chúng ta nghe thấy câu có tài mà không có đất dụng võ. Bản thân mỗi người dẫu văn võ toàn tài đến đâu, nhưng nếu không có nơi triển hiện tài hoa, không thể làm việc có ích cho đời, thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi mang về cùng lòng đất mà thôi. Vậy nên khi được người khác phát hiện, được người khác tiến cử, giúp tài năng đang ngủ yên của mình được phóng ánh quang huy, lập công cùng trời đất, thì ơn này không thể không ghi lòng tạc giả. Người phát hiện ra tài năng của bạn sẽ giúp bạn mở rộng cánh cửa tương lai, bước trên một hành trình mới đầy hứa hẹn. Trên mỗi bước đường thành công của chúng ta có công sức của biết bao người. 6. Ơn chỉ đường mở lối. Cuộc sống giống như một hành trình liên tục góp nhặt từ những tiểu tiết tới những việc đại sự, từ những món quà tới những khảo nghiệm. Nhỏ thì như lạc đường, học hành không phương hướng, bài tập không biết lời giải, lớn thì phải tính tới việc đời người sa vào mê mờ lạc lối. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc sống vốn đã mang trong mình nhiều bí mật thú vị và ẩn số khó lường.
Khi bước trên chặng đường đời của mình, chúng ta khó tránh khỏi những lúc mê lạc, những khi bế tắc, những lúc bất lực, thở dài, ngao ngán. Có người thấy cô đơn, có người lại trầm uất, bất lực, có người thì tìm quên trong làn khói thuốc của nàng tiên nâu, trong men rượu say hay trong những dục vọng ái tình nhất thời của mình. Nếu lúc này có người có thể chỉ ra phương hướng cho bạn, thổi bùng lên ngọn lửa tư tưởng của bạn, tháo gỡ những gút thắt trong tâm bạn, giúp con đường phía trước của bạn đột nhiên trở nên sáng rõ, đoan chính, thậm chí mở ra một tương lai rạng ngời cho bạn, thì ơn này cả đời bạn cũng không thể quên được. Ơn chỉ đường mở lối này càng cần đền đáp muôn phần. 7. Ơn tương trợ lúc nguy cấp. Khi gặp lúc nguy nan, khi rơi vào cảnh cùng cuộn, con người dễ thấy cô đơn và bất lực. Có thể vì vậy mà chúng ta có thể sẽ bỏ dở giữa đường hay chuyển sang một hướng khác, thậm chí có thể còn gặp phải nhiều điều không may mắn và bất hạnh. Lúc này, nếu có người chung vai tương trợ giúp bạn thoát khỏi đường cùng, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua, thêm động lực để tiếp bước, thêm niềm tin đi tới tận cuối con đường. Ơn này thật là to lớn biết bao. 8. Ơn dìu dắt của cấp trên. Trong công việc, nếu gặp được cấp trên khoáng đạt, tấm lòng rộng rãi, không gây ghét đố kỵ với người hiện tại, vào thời khắc then chốt có thể đề bạt tiến cử và mở rộng tiền đồ cho bạn, thì ơn này cũng chẳng thể nào quên. 9. Ơn huynh đệ như thủ túc. Cha ông ta thường ví tình anh em như thủ túc, như tay với chân, chẳng thể lìa xa, chẳng thể chuyển rời. Anh em cùng chung huyết mạch, chung giọt máu đào, chung gen di truyền của cha mẹ. Anh em cùng chung nguồn cội, cùng sinh trưởng trong một gia đình. Trải qua những thời khắc tuổi thơ ấm áp bên nhau, cũng là mầm xanh hy vọng của mẹ cha. Anh em cùng mang trọng trách kế thừa truyền thống của gia đình. Tình thân luôn quy về một mối. Dẫu khi trưởng thành, mỗi người đều bận rộn với gia đình nhỏ của riêng mình, dẫu không thể cùng hàn huyên ấm lạnh, cùng dốc bầu tâm sự về những việc lớn, việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sợi dây vô hình kết nối anh em chẳng thể nào tan biến. Cũng khó tránh khỏi khi cơm không lành, canh chẳng ngọt, những khi bất đồng quan điểm về sở thích cá nhân, nhưng dù đi đâu về đâu, cuộc sống bộn bề trôi đi từng ngày, thì tình anh em vẫn như mạch nước ngầm, mát trong, chảy mãi trong huyết quản của chúng ta. Huynh đệ tình thâm, ơn như thủ túc, cũng có tình huynh đệ bị hủy hoại bởi tiền tài, bởi quyền lợi, tình sắc. Nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt, không thể lấy làm gương. Nếu may mắn, chúng ta có thể báo đáp phần nào công ơn trời biển của những vị ân nhân trong đời mình. Nhưng đôi khi họ đến và đi rất nhanh, không kịp ở lại để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn. Chúng ta có thể trả ơn họ bằng cách khác, bằng cách học theo những nghĩa cử cao đẹp của họ để giúp đỡ những người xung quanh chúng ta, mở rộng hơn trái tim mình, hòa chung vào trái tim của mọi người và lưu lại những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn của chúng ta cho thế hệ mai sau.